Ok, em chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng. Các bạn ơi, mưa dầm gió bấc rồi. Thời tiết thì Hải Phòng lại bắt đầu trở lạnh rồi. Và tiền nhiều hay tiền ít thì chúng ta cũng cố mua lấy một chiếc ô tô để đi, nếu như anh em mà có bằng lái rồi các bạn nhé. Nếu như anh em có bằng lái rồi mà anh em đang có cái tầm kinh tế dư giả rồi, mà có nhiều hay có ít thì anh em cũng nên mua lấy một chiếc xe để đi lại cho nó tránh mưa tránh rét đây. Đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe Toyota Vios nồi đồng cuối đá, một chiếc xe quốc dân của Việt Nam với cái tầm giá hơn 100 triệu mà các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Thì em nghĩ đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Vâng, và có bác chị em nào có cái tầm tiền vài chục thì anh em cũng đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, có xe vài chục, hơn trăm thì bên em có xe hơn trăm, vài trăm thì em có vài trăm các bạn nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Toyota Vios đời 2009 bản E số sàn. Xe cam kết cho anh em là không có khoan đục taxi dịch vụ gì, chuẩn chỉnh cho anh em là xe không có đâm đụng tai nạn và không ngập nước, máy số zin và còn nhá, tư nhân gia đình sử dụng biển Quảng Ninh, một chiếc xe không khoan đục taxi. Đó, một chiếc xe gia đình chuẩn chỉnh, chạy từ đầu và xe thì còn rất là đẹp và led cho anh em. Con này thì em mới về và sẽ dọn dẹp thêm một chút nữa là sẽ bán cho các bạn thôi. Mà thôi thì bây giờ em cứ quay lên cho các bạn, nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể là ưng ngay thì các bạn có thể là mua, em sẽ rút hồ sơ. Xe thì 2009 bản E xịn, có trang bị đầy đủ túi khí ABS, gương kính chỉnh điện màu bạc rất là đẹp cho mọi người. Tên tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Một chiếc xe quá là ok, quá chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Với dòng Vios này là một cái dòng xe siêu lành siêu bền đến từ thương hiệu của Nhật Bản, một chiếc xe rất là đẹp và chất lượng. Với hệ thống đèn của nó là đèn nguyên bản theo xe này, có hệ thống cảm biến lùi phía sau và hệ thống camera lùi đầy đủ hết bà con nhé. Sơn xi con này rất là căng bộng và xe thì cam kết cho anh em không lỗi bà con này. Đấy, tất cả những cái khe hở ở cái đường cao hô các biết này. Đấy, thời tiết đang mưa dở rét anh em nhé. Anh em nào hãy chú ý về cái thông tiết để có thể là tránh mưa tránh nắng. Đấy, anh em thấy đi xe máy thì mưa gió như thế này, áo mưa áo miếc như thế này. Đấy, thì mà chúng ta có tiền rồi. Thực ra thì ô tô bây giờ nó quá là rẻ và công nhân thì anh em cũng có thể là tích cóp và anh em có thể mua được một chiếc xe hợp lý đúng không ạ? Xe trang bị la đăng đúc của nó là la đăng đúc 4 bánh theo xe, có hệ thống phanh đĩa 4 bánh. Bản này nó là bản E xịn và xe của nó cực kỳ đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Trang bị hệ thống xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và gương cụt xòe đầy đủ hết. Hệ thống đèn đóm của nó thì rất là sáng mà con nhé, rất là sáng luôn này. Đèn gầm đèn nhức rất là ok cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Thực ra thì lúc này Tuấn Anh vẫn đang đội trời mưa để quay lên cho tất cả mọi người và quý khách hàng có thể là biết tới bên Tuấn Anh đang có một chiếc Vios 2009 bản E số sàn. Thực ra thì cái tầm giá bây giờ nó khá là đẹp nhá, tầm giá bây giờ thì nó khá là rẻ cho mọi người. Một chiếc Vios E này cách đây khoảng đâu đó khoảng 1-2 năm thôi đã là hơn 200-300 triệu rồi. Đấy, nhưng bây giờ thì em chỉ bán có hơn 100 triệu thôi cho tất cả mọi người. Một chiếc Toyota Vios bản E số sàn còn quá đẹp và quá chất lượng cho tất cả mọi người. La đăng đúc 4 bánh theo xe, hệ thống xi nhan báo rẽ trên gương, ốp gương của nó thì đã được trang bị đầy đủ hết. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2025. Sơn xi căng mộng và không lỗi, đặc biệt là keo chỉ của nó nguyên zin. Đặc biệt là anh em nhìn thấy cái phần thân vỏ, những cái lền của nó, những cái thân vỏ của nó còn rất là đẹp, căng mộng luôn cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Vậy bà con các bác chị nhà mình nào đang quan tâm về chiếc Toyota Vios bản E số sàn đời 2009, xe gia đình sử dụng không khoan đục taxi gì mà trang bị rất nhiều đồ chơi cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng để cho bà con có thể là sử dụng chiếc xe này rồi, đúng không ạ? Nội thất chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da hai màu lâu và màu đen. Trần của nó là hệ thống trần nỉ nguyên bản, trên gương thì có đầy đủ hệ thống camera hành trình. Anh em thấy vô lăng của nó rất là đẹp. Đấy, vô lăng đẹp dã man luôn mà con nhá, có màn hình Android đầy đủ, có hệ thống gương kính chỉnh điện và gương cụt xòe. Hệ thống táp lô táp nước của nó còn quá đẹp và quá chất lượng cho tất cả mọi người. Đường keo nét chỉ cam kết cho anh em là nguyên zin 100% không lỗi mà con nhá. Tóm lại thì ở cái tầm tiền chúng ta bỏ ra có hơn 100 triệu thôi là quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Toyota Innova 2009 bản E số sàn. Một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, khẳng định bằng văn bản giấy tờ. Anh em có thể mang đi check test thoải mái cho tất cả mọi người. Nội thất hàng ghế thứ hai của nó là ghế da rất là đẹp cho mọi người nhé, ghế da rất là đẹp này. Đấy, táp lô táp ni chiếc xe thì cam kết cho anh em nguyên zin, xe thì đảm bảo cho anh em là không khoan đục taxi gì, đường keo nét chỉ cho anh em là không lỗi bà con nhé. Nói chung là Vios ở cái tầm tiền này nó hơn 100 triệu thì em thấy là nó quá là rẻ cho tất cả mọi người rồi. Đấy, ngày xưa anh em phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua một chiếc xe như thế này. Đó, tất cả này nó rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy cái đường máng nước của nó này, nó còn quá là ok này, đường keo nét chỉ ở phần cốp của nó này còn quá đẹp. Đó, tất cả của nó là bình bong luôn. Đó, không có bả biết gì cả bà con nhá. Đấy, tất cả những cái này rất là đẹp này. Đó, kích kiếp và lốp dự phòng của chiếc xe thì đầy đủ hết theo xe luôn bà con nhá. Đấy, đầy đủ hết theo xe, đồ đạc tháo lốp này, tất cả những cái miếng xốp mà anh em có thể nói là để chèn lốp, nó còn nguyên zin không lỗi bà con nhá. Gầm bệ con này thì cực kỳ chắc nhá bà con nhá.
gầm bệ con này thì anh em thấy này, gầm bệ của nó này, anh em có thể nhìn thấy gầm bệ của nó này cực kiểu để chắc lịch này, bô biếc của nó rất là đẹp và lỗ rất là êm, đúng không ạ? À, bà con có bác chị em nào đang có cái tầm tiền ở cái phương diện là hơn 100 triệu mà anh em muốn mua một chiếc xe để đi gia đình chạy dịch vụ, thì em nghĩ đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý và ổn định cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác sĩ nhà mình. Vậy bà con có bác sĩ nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành Công Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Thời tiết thì đang rất là mưa lặng hạt luôn nhá, nhưng mà Tuấn Anh quay cố cho anh em, quay cố cho anh em đã không muốn dừng video tại đây, vì thế nên là cứ quay thôi, chỉ khoảng tầm anh em cố xem, mình cố chịu đựng để quay được thì anh em cố xem đến hết video để xem chi tiết con xe này nó như thế nào bà con nhé. Với cái tầm giá nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm là hơn 100 triệu thôi là bà con có bác sĩ nhà mình đã có được một chiếc xe Toyota Vios bản E số sàn, một cái mẫu xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi và không có dịch vụ cho tất cả mọi người. Giờ Tuấn Anh sẽ đi vào trong xe để kiểm tra xem ở bên trong con xe này nó có những cái gì mà người ta lại nói là bền, là lành và một mẫu xe quốc dân của Việt Nam. Để mà nói dòng Vios là một cái dòng xe mà thực chất ra là không có một cái gì option cả, không có một cái option gì miên man cả bà con ạ. Chủ yếu là người ta trang bị thêm những cái tính năng, ví dụ như là một chiếc xe có màn hình cam nồi để chúng ta có thể là di chuyển tiện lợi để chúng ta lái xe, cộng với lại những cái âm thanh, những cái màn hình để chúng ta có thể là nghe nhạc để giải trí trên xe thôi. Đây có cả màn hình camera lùi này, camera hành trình này. Đây, con xe chạy 22 vạn nhé, chuẩn chỉnh 122 vạn này. 22 vạn là bà con các bác chị nhà mình đã có được chiếc xe này rồi. Đó, hệ thống vô lăng của nó đây. Đây anh em thấy, một con xe mà chạy 22 vạn mà cái vô lăng nó còn có cái độ bào mòn theo thời gian như thế này thôi, chưa đâu tất cả còn nguyên zin hết này, chưa có khâu vá gì. Đấy, bà con các bác chị em thấy đó, chưa có khâu vá gì này. Tất cả hệ thống gương của nó là gương cụp xòe nhé bà con nhé. Hệ thống gương của nó là gương cụp xòe cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Đấy, với cái tầm giá mà nó chỉ có khoảng hơn 100 triệu thôi là bà con các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Toyota Vios đời 2009 bản E số sàn, tên tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, xe cam kết cho anh em không khoan đục taxi gì. Một cái dòng xe nó còn quá đẹp và quá chất cho tất cả mọi người. Hệ thống kính của nó là kính nguyên bản nhé, hệ thống kính của nó là kính lên xuống nguyên bản theo xe. Đấy, xe thì cái mặt gương này nó là chỉnh điện hết này, mặt gương chỉnh điện hết bà con nhé, mặt gương chỉnh điện hết này. Đấy, xe này thì bán xa bán gần thoải mái, bao ship toàn quốc cho anh em. Vậy với cái tầm tiền mà hơn 100 triệu thôi, hơn 100 triệu thôi, thì quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã có được một cái mẫu xe còn quá đẹp. Anh nhìn thấy phần nội thất của nó này, hệ thống trần của nó là tấm trần nỉ nguyên bản nhé, hệ thống đèn trần còn rất là sáng và trần của nó là trần nỉ nguyên bản, nội thất ghế da rất là đẹp bà con ạ. Rộng rãi, với dòng Vios này em nghĩ là một cái dòng xe khá là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Hệ thống táp lô táp nước của nó rất là đẹp cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhìn nhỉ. Xe cam kết cho anh em không khoan đục, có hai túi khí theo xe, hai túi khí theo xe ở phần vô lăng là một này, phần vô lăng là một cộng với lại phần phụ là hai. Đấy bà con nhé. Giờ tôi đang sẽ mở phần khoang máy chiếc xe này ra để kiểm tra xem máy móc của chiếc xe nó như thế nào, có đẹp hay không. Máy móc của nó có ổn định, có êm ái như chúng ta như lời tôi đang nói hay không nhé. Đấy, với cái tầm giá khá là hợp lý tất cả mọi người, bà con có bác sĩ nhà mình có thể là mua chiếc xe này về đi lại gia đình là cực kỳ hợp lý, đúng không ạ? Đấy, máy của nó thì nói chung là từ năm 2009 xe chạy 22 vạn rồi, nhưng để nói với cái dòng xe này á, nếu chúng ta chạy khoảng 50 vạn thì vẫn còn zin cho bà con nhé, máy vẫn còn zin nhé. Vách cam vách kiếp là còn nguyên bản này, chưa có động chạm gì. Mặt dàn cỏ của nó khô son luôn. Tất cả những phần ụ giảm sóc này của nó còn rất là đẹp, đúng không ạ? Ụ giảm sóc của nó này, anh em thấy ụ giảm sóc này, cabo chỉ cabo này. Đấy, chỉ cabo rất là đẹp này. Đấy, cabo của Toyota bà con này, cabo Toyota này, tem của nó là dập trên khung nhà máy sản xuất còn nguyên bản. Đó, với cái tầm giá như thế này thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một dòng xe khá là hợp lý cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Đấy, tất cả những cái phần tai đèn này, những cái phần đầu sắc này hay những cái đầu rằng mà ở trên xe nó còn nguyên zin nguyên kiện như thế này. Đó, máy thì rất là êm, đúng không ạ? Con này lổ máy như Vios mà lổ máy như này là quá là êm rồi, chứ không còn điểm gì để chê về chiếc Vios này nữa cả bà con ạ. Đó. Vâng, mọi người nào đang quan tâm về chiếc Toyota Vios đời 2009 phiên bản E số sàn, tên tư nhân chính chủ, xe đẹp không nỗi, một cái dòng xe còn rất là đẹp và rất chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Vậy thì bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Toyota Vios bản E này thì hãy qua bên em xem xe và trải nghiệm cũng như chèo lúc nào cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Một lần nữa thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng xin hẹn gặp lại tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình ở những cái video tiếp theo của chương trình. Xin chào quý khách hàng ở những video tiếp theo.